đứng trước cửa. Đây vừa tới sân bay. Ra gặp mô bên trái kìa em. Tới sân bay mẹ con gặp nhau sau 4 năm. Hello. 4 năm mới gặp kìa mẹ con. Trời, có khóc không? Dạ kìa. Có khóc không? Hello mẹ, hello. Ba của anh luôn. Anh nãy giờ. Dạ đúng rồi. Bỏ hân. Kéo giùm con cái để anh quay nha. Nha, bà đi về nha. Dạ, bye bye. Mệt khỏe không bà? Hello mẹ. Dạ, cũng tới hello con. Đây mơ nè, đi ba hùng nè. Hello em. Hello. Ủa nó được rồi. Khi nào về ngày mai mới hello. Mới tìm ra. Hello Nguyên, hello em. Sao hôm nay gọi chú Hùng hay anh Hùng? Dạ, nhà này 6 năm rồi á. Đây, mô. Anh Nôn cũng phải làm tốt đây nè. Anh thấy nó dậy dậy thôi. Thấy anh dậy kìa. Sao mà tay chân mà bự đùng nè. Thấy không, tưởng tượng nổi.